Sóng thần, một trong những thế lực đáng sợ nhất của tự nhiên, chúng bất thình lình sinh ra từ những trận động đất, những dịch chuyển địa chất cả trên và dưới mặt nước, núi lửa phun trào và va chạm của thiên thạch với trái đất. Trong suốt lịch sử, đã có những trận sóng thần lớn đến mức vượt quá mọi sự tưởng tượng của bạn. Chúng cao bằng những tòa nhà chọc trời và dọn sạch sẽ mọi thứ trên đường đi từ Hoa Kỳ tới Nhật Bản. Và đây là 5 trận sóng thần lớn nhất trong lịch sử. Siêu sóng thần cao 1,5 km tạo bởi tiểu hành tinh. Trái đất đã hứng chịu thảm họa sóng thần toàn cầu sau cú va chạm của tiểu hành tinh Chicxulub làm tuyệt chủng loài khủng long. Nhà nghiên cứu Molly Raines và các cộng sự đã tìm ra bằng chứng để tái hiện lại thảm họa gây tuyệt chủng Caritasius Paleogen, chính là sự kiện khiến khủng long biến mất khỏi trái đất. Các nghiên cứu trước đó đã tìm ra dấu vết của tiểu hành tinh Chicxulub, một vật thể không gian lớn tới 10 km đã lao vào trái đất vào cuối kỷ phấn trắng, tức khoảng 65 triệu năm về trước. Tiểu hành tinh này để lại hố Chicxulub rộng tới 180 km, nằm ở vùng ven bờ đảo Yucatan của Mexico, một nửa dưới nước, một nửa trên bờ. Vụ va chạm giải phóng năng lượng tương đương 1.000 tỷ tấn thuốc nổ TNT này đã làm thay đổi môi trường trái đất vĩnh viễn. Nhưng theo nghiên cứu mới này, còn một thảm họa tiếp diễn chưa được biết tới, mà nguyên nhân chính là độ sâu khoảng 1,5 km của hố Chicxulub khi mới xảy ra va chạm. Sau vụ nổ rất mạnh, vẫn chưa có nước trong hố. Sau đó, một số lượng lớn nước bắt đầu chảy vào hố cực nhanh và mạnh, để rồi theo lực quán tính, giống như những gì xảy ra khi người ta đổ nước quá nhanh vào một cái tô lòng sâu, làn sóng nước vọt lên trở lại. Với kích thước, độ sâu của hố và lượng nước kinh hoàng từ đại dương, một siêu sóng thần hủy diệt cao đến 1,5 km đã được tạo ra. Các dữ liệu cho thấy, siêu sóng thần này đã quét qua toàn cầu và góp phần rất lớn trong đại tuyệt chủng. Nhà nghiên cứu Molly Raines cho biết, ở vịnh Mexico, nước di chuyển đến 143 km/h. Trong vòng 24 giờ đầu tiên, sóng thần lan khỏi vịnh Mexico vào Đại Tây Dương, cũng như qua con đường biển Trung Mỹ mà ngày nay không còn tồn tại, tiếp đến là Thái Bình Dương. Khó có thể tưởng tượng một trận sóng thần kinh hoàng như vậy, vì vậy các nhà nghiên cứu đã so sánh nó với trận sóng thần ở Ấn Độ Dương vào năm 2004. Trận sóng thần Chicxulub có năng lượng lớn hơn từ 2.500 đến 29.000 lần so với trận sóng thần ở Ấn Độ Dương năm 2004. Trận sóng thần khổng lồ này không phải là sự kiện duy nhất khiến khủng long bị tuyệt chủng. Tiểu hành tinh Chicxulub cũng kích hoạt sóng xung kích và đưa ra một lượng lớn đá nóng và bụi và bầu khí quyển. Chúng cọ sát với nhau, tạo ra nhiều ma sát đến mức gây cháy rừng và thiêu chín động vật. Sóng thần ở Nhật Bản vào năm 1792. Nhật Bản là một quốc gia nằm ở châu Á, được xem là một trong những khu vực địa chất phức tạp nhất trên thế giới. Nằm trên ranh giới của ba mảng kiến tạo chính là Thái Bình Dương, Philippines và Eurasia. Ngoài ra, Nhật Bản cũng nằm trong khu vực vành đai lửa Thái Bình Dương khét tiếng, vốn là một vùng địa chấn và hoạt động địa chất tích cực với sự xuất hiện của nhiều núi lửa và động đất. Trong đó, núi Unzen, hay còn gọi là Unzendek, là một cụm núi lửa phân tầng, tọa lạc gần thành phố Shimabara. Đây là trung tâm của hoạt động núi lửa trong khu vực. Nhắc đến những câu chuyện hằn sâu trong ký ức về thiên tai, không thể không kể đến thảm họa núi lửa Unzen. Mặc dù đã xảy ra hơn 50 năm trước, nhưng vẫn để lại nhiều dư âm về sau. Năm 1972, khu vực này đang ghi nhận nhiều trận động đất thì đột ngột, một trong nhiều vòng dung nham núi lửa Unzen đổ sụp xuống đại dương, gây ra một trận siêu sóng thần, khiến cho 14.000 người vĩnh viễn ra đi. Một điều khiến trận sóng thần này trở nên đặc biệt nguy hiểm là bởi vì nó đã tấn công vào phía bên kia vịnh Ariake rồi bật trở lại đánh vào Shimabara một lần nữa. Con sóng được cho là đã đạt đến độ cao 100m, khiến nó có khả năng tiến sâu hàng km vào đất liền và quét sạch mọi thứ trên đường đi. Vỡ đập nước sinh ra sóng thần lớn nhất thế giới. Vào một ngày định mệnh năm 1963, một trận lở đất đã gây ra một trong những thảm họa vỡ đập tồi tệ nhất trong lịch sử, tạo ra một cơn sóng thần mang theo 49 triệu mét khối nước xé toạc thung lũng Piavi và khiến hơn 2.000 người ra đi mãi mãi. Hẻm núi sông Vion là một trong những hẻm núi hẹp tự nhiên sâu nhất trên thế giới. Từ những năm 1920 đến 1930, có nhiều ý kiến cho rằng nên xây dựng một đập thủy điện giữa hai dạng núi ở khu vực này. Vấn đề là đỉnh núi bên phải của con đập có tên chính thức là Monte Tos bởi tính chất dễ sạt lở đất của nó. Nhưng phải đến những năm 1950 thì dự án này mới dần dần được khởi động. Tuy nhiên, người dân địa phương ở các thị trấn rải rác dưới con đập tỏ ra không hề lạc quan. Lịch sử cho thấy rằng hẻm núi sông Vion không hề ổn định.
các nhà địa chất nghiên cứu khu vực trong nhiều thập kỷ đã chỉ ra rằng một phần của hẻm núi tự hình thành từ một vụ lở đất lớn hàng nghìn năm trước. Ngay cả những con đập tự nhiên trong khu vực cũng liên tục thay đổi khi sự sụp đổ của chúng thường xuyên đi đôi với lở đất và xói mòn. Sự sụp đổ không hề báo trước, ngay sau khi việc xây dựng được bắt đầu, những vấn đề lớn liên tục xảy đến với tập Vion. Vào năm 1959, các kỹ sư phát hiện ra rằng việc xây dựng con đập đã gây ra các vụ lở đất nhỏ và chấn động đất trên khắp thung lũng. Vào giữa năm 1962, các thành phố tự trị gần đó là Eto và Kasso báo cáo xuất hiện những trận động đất ở cấp độ 5 trên thang Mercalli. Nhưng bất chấp những lo ngại, họ đã bắt đầu đổ đầy nước vào hồ chứa rỗng vào đầu năm 1960. Vào tháng 10 năm đó, mực nước đã lên tới gần 170m, khiến những áp lực lên những ngọn núi xung quanh ngày càng gia tăng. Tại thời điểm này, các vết nứt bắt đầu hình thành trên các mặt núi ở hai bên của hồ chứa, một trong những vết nứt dài tới 1,9 km. Vào tháng 11, chỉ một tháng sau khi những vết nứt đầu tiên bắt đầu hình thành, các kỹ thuật viên đã lấp đầy hồ chứa tới độ cao 270m. Những ngọn núi xung quanh bắt đầu không chịu được sức căng của nước. Các sườn đồi xung quanh đã giải phóng gần 1 triệu mét khối đá. Chỉ vài tháng sau trận lở đất đầu tiên, họ đã nâng mực nước của đập nhanh hơn bất kỳ giai đoạn nào trước đó. Các sườn núi xung quanh lần lượt phản ứng, dịch chuyển lên đến 3,5cm một ngày. Đến năm 1963, con đập được lấp đầy nước và di chuyển tới 1 mét mỗi ngày. Vào tháng 10 năm 1963, đột nhiên một khối núi khổng lồ với kích thước 260 triệu mét khối bắt đầu rơi xuống từ đỉnh Monte Toc với tốc độ khủng khiếp 109 km/h. Khi khối núi này lao vào hồ chứa, một làn sóng cao 250 mét hình thành khi va chạm, làm dịch chuyển 50 triệu mét khối nước. Trận sóng thần cực lớn này đã phá hủy hoàn toàn các ngôi làng ở bên dưới đập Vion. Trong một giờ sau đó, khi một cơn sóng thần nguyên sơ phá hủy hoàn toàn các cảnh quan, gần 2.500 người đã thiệt mạng. Toàn bộ các thị trấn xung quanh bị sụp đổ. Năm 2008, UNESCO đã liệt kê thảm họa đập Vion là một trong những thảm họa môi trường nhân tạo tồi tệ nhất trong lịch sử. Siêu sóng thần 524m cao nhất từng ghi nhận trên trái đất. Tháng 7 năm 1958, một trận động đất mạnh 8,3 độ ở đường đứt gãy Fairweather làm rung chuyển bờ biển phía nam Alaska. Sự kiện này dẫn đến một vụ lở đất lớn tại vịnh Lituya, gây ra trận sóng thần kinh hoàng quét qua vùng nước hẹp. Cơn sóng khổng lồ san phẳng cây cối trên các sườn dốc bao quanh vịnh với độ cao tối đa lên tới 524 mét so với mực nước biển, cao hơn tòa nhà Empire State ở New York khoảng 443 mét. Đây được gọi là độ cao run-up, độ cao mà sóng đạt được sau khi đổ bộ. Điều này có thể suy ra từ các trầm tích địa chất, nhưng chúng vẫn chưa được lý giải rõ ràng. Các nhà nghiên cứu ước tính, với sóng thần đạt độ cao này, trận lở đất ban đầu có thể đã đổ khoảng 30 triệu mét khối đá xuống vịnh Lituya. Vụ lở đất dữ dội cùng cấp lực để tạo ra cơn sóng lớn kỷ lục, nhưng hình dạng của vịnh mới là lý do thực sự khiến sóng cao đến vậy. Khu vực này có độ sâu tối đa 220 mét và nối với vịnh Alaska bằng một khe hở rộng 300 mét. Trận lở đất gây ra sóng thần năm 1958 xảy ra tại vịnh nhỏ Gibbs nằm cách biển xa nhất. Do sóng hình dạng hẹp và độ dốc lớn của vịnh Lituya cộng thêm vị trí xuất phát khiến toàn bộ sức mạnh của sóng dồn về một hướng. Vì không có nơi nào khác để chảy đi nên nước bị đẩy lên những dốc núi cao xung quanh. Đó là lý do khiến trận sóng thần năm 1958 đạt độ cao run-up lớn như vậy. Trong sự kiện ở vịnh Lituya năm 1958, sóng đã giảm xuống độ cao dưới 100 mét khi tới khe hở và không lan xa hơn sang vịnh Alaska. Đây không phải là trận sóng thần đầu tiên thuộc loại này xảy ra ở vịnh Lituya. Đại sóng thần Ấn Độ Dương kinh hoàng năm 2004. Ngày 26 tháng 12 năm 2004, một trận động đất mạnh 9,3 độ Richter ở Ấn Độ Dương tạo ra trận sóng thần khủng khiếp, cướp đi sinh mạng của hơn 220.000 người và được coi là thảm họa lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử hiện đại. Cường độ của trận động đất vốn được xem là mạnh nhất trên thế giới kể từ năm 1960 đã làm rung động mặt đất, tạo ra một cơn sóng thần cao tới 30 mét ập vào bờ biển của 14 quốc gia. Trong khi phần lớn các trận động đất chỉ kéo dài vài giây, thì trận động đất này kéo dài gần 10 phút, gây ra các trận động đất khác ở xa tận Alaska và khiến toàn trái đất dịch chuyển ít nhất vài cm. Tâm chấn động đất nằm cách Sumatra khoảng 160 km ở phần cuối phía tây của khu vực được biết đến với tên gọi Vành Đai Lửa. Khu vực này cũng là nơi hứng chịu hơn 80% các trận động đất lớn trên thế giới. Kể từ năm 1990, khi việc đo đạc chính xác bắt đầu được thực hiện, chỉ có 3 hoặc 4 trận động đất mới có thể so sánh được với sức mạnh của những lần địa chấn xảy ra ở Sumatra Andaman.
Ước tính, trận động đất trên đã khiến thềm biển của Ấn Độ Dương dâng cao khoảng 3 mét, là một khối lượng nước cực lớn bị dịch chuyển. Kết quả là một trận sóng thần khủng khiếp ập vào các bờ biển ở Ấn Độ Dương, tấn công Somalia, Indonesia, Sri Lanka, Nam Ấn Độ, Thái Lan và gây ngập một loạt đảo, gồm cả Maldives. Dù các nhà khoa học đã thông báo về trận động đất khoảng 15 phút trước khi nó xảy ra, nhưng không có hệ thống cảnh báo sóng thần nào được lắp đặt ở khu vực này.